Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Con nguyên tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBCTV trên băng tầng 57.19, 16.12 và 27.7 trên Houston, Texas cũng như trên Galaxy 19 toàn quốc Hoa Kỳ và Canada và trên hệ thống YouTube toàn cầu của đài IBCTV Official. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con cũng thỉnh đảnh lễ Hòa Thượng Thích Viễn Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ trì Chùa Diệu Pháp sẽ giảng về cho chúng con hiểu về ý nghĩa của Pháp môn và Pháp trong Đạo Phật có bao nhiêu Pháp môn để chúng ta tu tập. Và xin mời quý khán thính giả lắng lòng theo dõi chương trình qua những bài thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viễn Lý. A Di Đà Phật, con kính chào Hòa Thượng ạ. A Di Đà Phật xin kính chào cô Nguyên Tiên, kính chào chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ thưa Bạch Hòa Thượng, dạ thưa quý khán thính giả, trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng hoan hỷ giảng dạy cho chúng con ý nghĩa của chữ Pháp môn. Thì con được biết trong kinh Phật dạy rằng là có 84.000 Pháp môn để tu tập. Thì pháp môn nào mà giúp cho chúng con là hàng Phật tử tại gia dễ tu, dễ thấm và dễ thành tựu hơn ạ? Và xin Hòa Thượng chỉ dạy khuyến nhủ cho chúng con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn cô Nguyên Tiền. Thưa quý vị, ở trong đại tạng gồm có kinh tạng, lục tạng và luận tạng, thì Đức Phật đã khai thị rất nhiều cái pháp môn khác nhau. Nếu mà nói về con số thì nó vô lượng vô số. Tuy nhiên có những cái pháp môn mà chúng ta thường thấy được ứng dụng rất là phổ biến trên thế giới hiện nay. Ví dụ như là cái pháp môn tịnh độ, còn gọi là pháp môn niệm Phật. Hành giả làm những cái việc thiện và nhất tâm niệm Phật một cách nhất tâm bất loạn: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm bằng nhiều cái cách khác nhau. Và khi mà niệm một cách nhất tâm bất loạn thì đương nhiên là sẽ thành tựu, đạt được những gì mà hành giả muốn đạt được, đó là vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Và đây là một cái ước vọng hết sức là sâu thẳm của rất rất nhiều hành giả. Mà chớ ai bảo rằng là pháp môn niệm Phật là dành cho bình dân thôi, còn những người trí thức nó thấp quá mà mình đi tu pháp môn gì cao chứ, pháp môn đó quá thấp. Còn pháp môn đó phải nói rằng là tối thượng, rất là cao siêu, rất là mầm nhiệm. Không phải ai cũng có thể niệm Phật một cách nhất tâm bất loạn. Những cái pháp môn khác chẳng hạn như là pháp môn về thiền tông, thực tập về thiền. Mà thiền thì cũng có nhiều cái phương pháp. Tôi lấy một cái thí dụ, người thì tu về thiền tứ vô lượng xứ, người thì tu về tứ vô lượng tâm, người thì tu về thiền chánh niệm hay là thiền minh sát vân vân, nhiều lắm. Đương nhiên là nếu mà nói cho hết những cái pháp môn là những cái cánh cửa của Pháp do Đức Phật khai thị, nói mãi không thể nào nói đủ và nói hết. Do vậy mà vấn đề ở đây là chúng ta hãy nghiên cứu, mình học, hiểu. Và nếu mình xét thấy rằng cái căn cơ của mình nó phù hợp với cái pháp môn này, tức là cái phương pháp tu tập do Đức Phật thuyết giảng, thì mình chuộn lấy cái pháp môn đó để mình hành trì. Và dù cái pháp môn có khác nhau, phương pháp tu tập khác nhau, nhưng mà cái
mục tiêu tối hậu, cái đích mà mình sẽ đến nó hoàn toàn giống nhau. Đó là giải thoát mọi phiền não, chấm dứt mọi khổ đau. Ví dụ như bây giờ chúng ta từ đây mà muốn đến ở một cái địa điểm nào đó, chẳng hạn như là Bồ Đề Đạo Tràng ở tại Ấn Độ, thì chúng ta có thể đến bằng nhiều cái phương tiện khác nhau. Nó còn tùy thuộc vào cái vị trí mà chúng ta đang ở. Chúng ta có thể đi bộ nếu chúng ta ở gần cái địa điểm đó. Chúng ta cũng có thể đi bằng đường biển, chúng ta cũng có thể đi bằng phương tiện của máy bay. Thực ra là trong nội địa của Ấn Độ, chúng ta có thể đi bằng phương tiện xe hơi hay là tàu hỏa, chứ không phải chỉ có bằng một cái phương tiện duy nhất nào đó. Và khi mà chúng ta hiểu ra được cái thực tế này thì mình sẽ chấm dứt cái tình trạng hiểu lầm phải tu như thế này mới đúng, phải tu như thế khác mới đúng. Còn nếu mà không tu theo cái cách mình nghĩ và mình hiểu thì mình chỉ trích, mình lên án, cái đó là cái dấu hiệu cho thấy mình không có hiểu được những cái căn bản của Phật Pháp. Và đó cũng là dấu hiệu tạo ra sự phá hồ hộp tăng. Đó là dấu hiệu mà mình đang tự làm tổn thương đến những cái gì mà chúng ta tin tưởng, cụ thể là tam bảo. Cho nên phải rất rất là thận trọng về cái sự hiểu biết đối với Phật Pháp để tránh rơi vào những cái sai lầm. Và chính những cái sai lầm đó nó sẽ đưa dẫn chúng ta đối diện với vô số khổ đau. Thì không biết là cô Nguyên Tiên nghĩ sao về những cái pháp môn Di Đà Phật không? Dạ, Di Đà Phật, con kính cảm ơn Hòa Thượng ạ. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng con biết được là pháp môn tịnh độ để mình nhất tâm niệm Phật, tinh sâu nguyện thiết, cầu sanh tịnh độ, được vãng sanh khi mà lâm chung được Đức Phật A Di Đà phóng quang tịnh độ về cõi của Ngài. Dạ thưa Bạch Hòa Thượng, vậy thì xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để hoằng pháp lời sanh đạt được cái thành tựu viên mãn. Như con cũng rất là muốn bòn chục phước báu để cho mình có được cái duyên và có được cái phước nghiệp cho mình tiêu bớt, để khi mà trên bước đường tu tập của con đạt hiệu quả và không bị chướng ngại, thì xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con làm sao để con có được những điều mà Hòa Thượng chỉ dạy rằng là nên phải bổ thị bằng ngoài phương tiện ạ. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn câu hỏi hết sức là quan trọng vừa rồi của cô Nguyên Tiên. Thì thưa quý vị, mỗi một cái thời đại có một cái phương cách hoằng pháp khác nhau. Dù cái phương tiện hoằng pháp khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu, cái cứu cánh là giống nhau. Cứ lấy một cái thí dụ cách đây ngàn năm, khi mà cái nền tiếng học chưa phát triển, chúng tôi muốn nói đến cái lĩnh vực truyền thông đại chúng, thì cái phương pháp mà
những bậc tiền bối hữu công, những cái vị tổ sư thuộc về những cái thế hệ cách đây hơn 2.000 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi, một thế kỷ. Rõ ràng chúng ta thấy là những cái phương pháp mà quý ngài hành pháp nó khác với cái thời đại hiện đại. Ví dụ như ở cái thời đại mà chúng ta thấy được xem như là kỹ thuật số, cô Nguyên Thiên đang ngồi ở trong phòng khách của quý vị để chia sẻ với quý vị về những gì mà Đức Phật đang khai thị. Chúng tôi cũng thế. Và đây cũng là một cái phương tiện hoành pháp. Nếu mà không có những cái phương tiện như thế này, hay giả là chúng ta không khá dùng những cái phương tiện truyền thông cho cái sứ mệnh hoành pháp, thì dù một cái ngôi chùa lớn như thế nào, quần chúng quy tụ đông ra làm sao, nó nhiều nhất cũng 10.000, 5.000, hay là nói đến những cái đại lễ vài chục ngàn, thì đương nhiên nó cũng chỉ là một con số rất là giới hạn so với cái cách mà chúng ta vận dụng những cái phương tiện truyền thông đại chúng. Số lượng có thể hàng triệu. Chúng ta thấy có những cái chương trình khi mà được phổ biến thì hàng triệu người đồng lúc đã dự khán qua cái hệ thống truyền thông. Cho nên với chúng tôi thì để cho cái sự nghiệp truyền bá chánh pháp có được một cái thành tựu viên mãn, hữu hiệu, kết quả và kết quả lớn, thì chúng ta cần khai dùng tối đa những cái phương tiện mà nó có khả năng truyền đạt những gì mà chúng ta muốn truyền đạt đến với mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt là ở Đông hay là ở Tây. Thì không biết là cô Nguyên Tiên có những cái suy nghĩ như thế nào về những cái phương tiện truyền thông đại chúng trong cái vai trò hoành pháp lầu xanh trong cái thời đại của chúng ta hiện nay. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng ạ. Dạ, trong thời đại hiện nay, thời mạt Pháp thì không như trong thời Đức Phật, thì Đức Phật chỉ thuyết bằng lời kim ngôn của Ngài và để lại những kinh điển là Pháp bảo cho chúng ta. Còn thời đại nay thì có rất nhiều phương tiện để quý Hòa Thượng hoằng pháp cho các Phật tử chúng con được nghe, được hiểu về những lời Phật dạy qua những buổi thuyết giảng trực tiếp tại chùa, hay là được live stream trên các phương tiện truyền thông, đài truyền hình, cũng như trên các chương trình của mạng xã hội, thì YouTube để làm cho tất cả mọi người trên thế giới, không những chỉ ở Mỹ không, mà Việt Nam hay các nước khác, họ cũng có thể vào coi cùng một lúc, tại cùng một thời điểm và cùng giờ với
quỹ chùa hay quỹ hòa thượng giảng luôn. Thì làm như vậy tăng thêm cái từ trường rất là lớn và làm thêm có cái tinh thần rất là mạnh khi mà mình cùng được quay trực tiếp và được được nghe một cách đầy đủ và muốn nghe lại hay là muốn gửi cho tất cả mọi người bạn bè gia đình cùng được nghe được biết đều rất là dễ dàng và thuận lợi. Thì hơn là mình mở cuốn kính ra mình đọc thì phải có thời gian và phải tình tâm và để mà mình đọc. Còn bây giờ mình phương tiện mình chỉ cần mở điện thoại lên là mình vừa được nghe, mình vừa hoặc mình bỏ vào tai nghe mình nghe, thì hoặc mình đi trên xe mình nghe, rất là hữu hiệu. Và phương tiện Hoằng Pháp Lời Sanh hiện tại thì làm cho quý Phật chúng con được thuận lợi hơn, và trong những cuộc sống mình lo toan nhiều việc thì mình cũng vẫn có thể tu tập theo được ạ. Phải không thưa? Dạ, đúng vậy con. Nhưng giờ thưa quý vị, chúng tôi muốn thêm một vài cái suy nghĩ. Nó là truyền thông, nó như là một con dao hai lưỡi. Lý do tại sao mà chúng tôi lại có những cái suy nghĩ như thế, bởi vì có lẽ quý vị cũng đã nghe, đã thấy có những cái sự việc mà nó được cắt ráp, nó bị bóp méo, bởi vì với cái kỹ thuật số hiện nay thì nó tùy theo cái tâm của cái người sử dụng nó với cái mục tiêu như thế nào. Nhưng mà cái điểm cốt lõi ở đây là những người đóng cái vai trò hoằng pháp lợi sinh phải là những cái người có một cái kiến giải như thật, tức là chánh tri kiến. Mà chỉ bằng vào cái kiến giải như thật như thế thì cũng chưa đủ, mà phải có một cái đức tin thật là kiên vững, thật là trong sáng, có một cái hạnh nguyện rất là quảng đại, phải có một cái kinh nghiệm hành trì của một cái bề dày tương đối nào đó. Còn nếu mà cái kinh nghiệm hành trì chưa có vững, cái kiến thức về Phật học chưa có đủ, cái đức tin đối với chính mình và chánh pháp rất là sơ sài, đó là chưa nói đến những cái yếu tố khác. Mà trong những cái bài pháp ở trong 37 phẩm trợ đạo, ví dụ như năm cái cội rễ gọi là ngũ căn, tính tấn niệm định huệ, hay là ngũ lực, năm cái nguồn lực, năm cái năng lực, năm cái sức mạnh cần có đối với một cái nhà hoằng pháp, nếu mà thiếu một thôi đã là bất thành, huống chi là thiếu nhiều. Cho nên gần đây có những cái khám phá từ đó cho chúng ta thấy là có những cái bài giảng mà nó không có phản ánh được khế kinh, nó khế hợp với đạo lý, với chân lý do Đức Phật khai thị, nó tạo ra những cái phản cảm, từ đó mà nó hình thành một cái từ trường thiếu lành mạnh. Và có một số vì cũng không có hiểu một cách trọn vẹn cho nên đã nêu lên những cái ý kiến tiêu cực, nó làm cho cái ảnh hưởng tích cực nó bị tiêu trầm. Và trong đó có một số những cái người tự cho mình là những người Phật tử chân chính, cho nên dù là những Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia như là chúng tôi thì phải
tự trang bị cho mình. Thứ nhất là pháp học, phải học và hiểu, hiểu thật nhiều về giáo pháp. Như chúng tôi thường thưa với một số người và kể cả trên đài truyền hình ABC này, cái sự hiểu biết của chúng tôi rất là hạn chế. Do vậy mà chúng tôi phải học mỗi ngày, học về Phật pháp, phải tu mỗi ngày. Khi nào mà mình chưa thành Phật thì mình tự biết là cái sở học của mình vẫn còn giới hạn, mà không phải là chỉ bản thân của chúng tôi. Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, gọi là cái đại dương của trí tuệ về Phật pháp đó, nhưng mà Ngài cũng nhiều lần khẳng định là mỗi ngày Ngài cũng dành thời giờ để học và tu. Ấy vậy mà có một số người chỉ tìm hiểu một vài điều rất là nhỏ, cái sự hiểu biết vẫn còn rất là cạn, nhưng mà tin rằng là mình là một biển cả của Phật pháp. Và muốn nói gì thì nói, muốn giảng gì giảng, thì chả là muốn phê phán như thế nào thì phê phán theo cái ý thích của mình. Thì cái đó là cái điều mà mình cần phải suy nghĩ lại, để làm sao tất cả những cái truyền đạt của chúng ta nó không có bị lạc hướng, không bị chệch hướng. Và như thế thì cái sứ mệnh hành pháp lò sanh nó mới là một cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả, bởi vì nó mang lại những cái ích lợi hết sức là lớn lao, lớn lao cho mình, lớn lao cho mọi người, rộng hơn, lớn lao cho tất cả muôn loài chúng sinh. Không biết là cô Nguyên Tiên nghĩ sao về đạo Phật ạ? Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng ạ. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, những lời chỉ dạy khuyên nhủ của Hòa Thượng cho chúng con được hiểu hơn là mình muốn đi đến được cảnh giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã dạy thì mình phải học. Thì học thì mình mới thực hành được. Và nếu mình không học, không lấy giáo pháp của Phật ra để mình học thì mình thực hành cũng sẽ không đạt được hiệu quả. Thì cho nên con cũng thấy được một số hiện tượng bây giờ là họ chỉ chạy theo số đông, và họ không có biết rằng là những cái vị đó họ đâu có thời gian mà học, chỉ có đi bộ từ Bắc ra Nam và nói những lời như vậy thì người dân lại tin rằng đó là một vị Phật sống hay là gì đó. Thì đối với con vẫn mình chỉ lễ kính họ, tại vì họ đã làm được điều mà mình không làm được, nhưng mà con không có xứng tảng, tại vì họ không lấy giáo pháp của Phật để hành trì và để giáo hóa chúng sanh và đồ sanh, để như mà quý hòa thượng đã dày công học bao không biết bao nhiêu năm để lên pháp tòa chỉ dạy cho cả Phật tử chúng con nghe được lời pháp nhũ của Đức Phật qua lời giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, làm cho chúng con thêm phần tăng thêm tĩnh tâm để mà tu tập trong bước đường giải thoát giác ngộ, sau này được an lạc hạnh phúc. Chúng con kính cảm ơn những lời quý báu của Hòa Thượng đã chỉ dạy trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay. Chúng con kính cảm ơn quý khán thính giả đã lắng lòng theo dõi chương trình qua những giây phút vừa qua. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp và những câu hỏi cho chương trình Sống Đời Sống Phật, xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp với số điện thoại hiện trên màn hình. Chúng con kính chúc quý vị được vô lượng an khương. Chúng con kính chúc Hòa Thượng Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô Nguyên Tiên và kính chúc cô cũng như tất cả chư liệt về phước huệ trang nghiêm Bồ Đề Tâm tăng trưởng. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Tùy tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu.